Những mái tóc nghĩa tình trong ngày hội nón hồng dành cho bệnh nhân ung thư vú. Giới trẻ Trung Quốc đổ xô đi xét nghiệm ADN tìm kiếm dòng dõi tổ tiên. Lý do Leonardo da Vinci trở thành thiên tài hội họa nổi tiếng bậc nhất lịch sử là do một tật hiếm về mắt. Xin kính chào quý vị, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình Chuyển động 24 giờ cuối tuần của chúng tôi hôm nay. Hãy chuyển động cùng với chúng tôi trong những phút tới đây để liên tục cập nhật tin tức nóng. Và tôi là Hạnh Phúc của Chuyển động 24 giờ. Theo công bố mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, số ca mắc mới ung thư của Việt Nam năm 2018 đã tăng lên là 165.000 ca, trong đó gần 70% trường hợp tử vong. Ung thư đang là một trong những thách thức sức khỏe cộng đồng quan trọng nhất của thế kỷ 21, mặc dù là khoảng 40% trường hợp ung thư có thể được ngăn ngừa bằng cách là giảm tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ, bao gồm chế độ ăn uống, dinh dưỡng, hoạt động thể chất. Đặc biệt là những hoạt động mang ý nghĩa cộng đồng hỗ trợ cho bệnh nhân ung thư như là ngày hội nón hồng dành cho bệnh nhân ung thư vú diễn ra vào ngày hôm nay. Tại ngày hội thì hoạt động kêu gọi cắt và hiến tóc tiếp tục nhận được sự tham gia của rất nhiều người. Hàng trăm bộ tóc nghĩa tình cùng sự sẻ chia cũng đã được trao đến với các bệnh nhân để giúp cho họ vẫn xinh đẹp, tự tin và thêm động lực vượt qua bệnh tật. Chẳng chút đắn đo, chị Duyên đã tự nguyện cắt đi mái tóc yêu quý của mình. Bởi chị mong muốn phần tóc ấy sẽ góp phần giúp cho những chiến binh hồng trở nên xinh đẹp, tự tin hơn sau khi trải qua quá trình điều trị bị rụng tóc. Rất là vui khi mà tưởng tượng là bạn nào đó sẽ có một mái tóc mà bạn hằng mong ước. Chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ, quầy tóc đã đông kín người. Không chỉ là người lớn mà ngay cả những bạn nhỏ cũng háo hức được làm điều ý nghĩa này. Mình tới đây làm đình để ủng hộ hoặc cắt tóc cho những bạn bị ung thư. Con làm được một việc tốt nên con rất là vui. Khi mà có bộ tóc này thì tinh thần của họ sẽ lạc quan, họ sẽ giảm được stress, có thêm tinh thần chống chọi với bệnh ung thư, hy vọng sẽ giúp bệnh nhân thêm sức mạnh. Với mục tiêu kêu gọi mọi người hiến tặng khoảng 1.000 bộ tóc thật, xây dựng thư viện tóc để sẵn sàng hỗ trợ các chiến binh. Sự kiện nón hồng năm nay sẽ có thêm khoảng 100 bộ tóc sẽ được trao đi. Cảm động lắm em. Không phải ai cũng làm được cái việc là mình để cái đầu trọc mà xuất hiện trước đám đông. Cho nên là cái việc mà hiến tóc, làm tóc để cho bệnh nhân ung thư vú thì chị rất là ý nghĩa. Một cái tinh thần mà chúng tôi cũng muốn lan tỏa cho cộng đồng biết tới bệnh nhân ung thư vú xinh đẹp như thế nào, bệnh nhân ung thư vú mạnh mẽ như thế nào và không phải như mọi người vẫn hay thường nghĩ. Tôi cũng muốn xóa bỏ định kiến của mọi người khi mà nhìn thấy bất kỳ người nào không có tóc trên đầu chẳng hạn. Không chỉ là sự xúc động của người nhận, sự sẻ chia của người tặng, mà mỗi bộ tóc còn là động lực tiếp thêm tinh thần cho các chiến binh tiếp tục chiến đấu để sống lạc quan, sống để nối tiếp những câu chuyện truyền cảm hứng. Và câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc Chuyển động 24 giờ ngày cuối tuần hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.